Thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia Vũ Đức Đam tại các cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19, căn cứ tình hình dịch tại địa phương và các tỉnh, thành phố trong cả nước để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngăn chặn xâm nhập, lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung như sau. 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Các cấp, các ngành, các địa phương không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác khi không có dịch trong cộng đồng. Luôn bình tĩnh, sáng suốt, bám sát tình hình thực tế, chủ động, tích cực, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phù hợp trong phòng chống dịch. 2. Quyết liệt, chủ động hơn nữa trong công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chức năng nhiệm vụ, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, chú ý đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, kêu gọi khuyến khích mọi cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia, đóng góp nguồn lực xây dựng quỹ vaccine, đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông để người dân hiểu, tin tưởng, chia sẻ, thông cảm, được truyền cảm hứng để tích cực tham gia, tự nguyện đóng góp nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. 3. Thực hiện tốt công tác quản lý trên địa bàn, ra soát lập danh sách các trường hợp có yếu tố dịch tễ đến địa bàn để quản lý, theo dõi, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch, phát huy vai trò tích cực của tổ COVID-19 cộng đồng ở cơ sở, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, đặc biệt là ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép, thực hiện nghiêm quy trình thủ tục quản lý công tác cách ly tập trung, theo dõi chặt chẽ y tế sau cách ly, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, tăng cường quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp cách ly giám sát tại nhà hoặc nơi cư trú, đảm bảo nghiêm túc đúng quy định, sinh hoạt riêng, ăn uống riêng, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc. Ủy ban nhân dân các cấp, các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch, tập trung vào các hành vi như không đeo khẩu trang nơi công cộng trong khu cách ly, tập trung đông người, không thực hiện nghiêm quy định về tạm dừng hoạt động sân golf và tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu. 4. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, công trường, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, công trường, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và những người liên quan, người cung cấp, vận chuyển, vật tư, hàng hóa, xuất ăn. 5. Triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 theo thứ tự ưu tiên một cách hợp lý, hiệu quả, trước hết ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu và các địa bàn trọng điểm, công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp có mật độ cao, dễ lây nhiễm, chủ động tuyên truyền để người dân hiểu, tự giác, tích cực tham gia việc tiêm vaccine. 6. Ra soát cập nhật hoàn thiện các phương án phòng chống dịch của cơ quan đơn vị địa phương để chủ động trong các tình huống dịch bệnh xảy ra với phương châm 4 tại chỗ. 7. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, tổ chức phổ biến, quán triệt, yêu cầu đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu chấp hành các quy định về phòng chống dịch, không tập trung đông người, ăn uống tại hàng quán, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch cho bản thân và gia đình, tham gia phát hiện tố giác người nước ngoài nhập cảnh trái phép, người từ nơi khác đến cư trú bất hợp pháp và người từ vùng dịch trở về trên địa bàn nhưng không tự giác khai báo y tế, khai báo không trung thực. 8. Căn cứ tình hình dịch trong cả nước, Sở Y tế hướng dẫn thông báo các đối tượng phải cách ly, khai báo y tế, giám sát y tế trong đợt dịch này để nhân dân được biết. Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với lĩnh vực địa phương phụ trách.